Ai, lâu quá xin. Rồi, dính này nè mọi người. Trời, mới bỏ xuống mà nó ăn mất phao rồi nè mọi người. À, chào mọi người nha. Hôm nay cũng tiếp tục đi câu cá rô đồng. Hôm nay Huy cũng câu 2 cây. Đó, mới vô Huy bỏ thử ngâm mồi dế thì dính con cá này cũng được 3 ngón tay. Mọi câu của Huy hôm nay vẫn là dế với trứng kiến. Hôm nay Huy đi con kênh mới nữa nha mọi người. Đây, điểm câu của Huy đây. Đó, nguyên một con kênh dài. Huy sẽ đi dài từ đây xuống dưới kia. Nếu mà câu chán rồi thì Huy đi ngược lên trên đây lại. Đó, đi dài ngược bên trên kia lại. Thôi mọi người xem tiếp nha. Thôi mọi người ơi, mình câu dính con cá bóc nè mọi người. Ơi, đâu có gì xì. Ôi xì. Mới bỏ xuống mà nó ăn luôn á. Chưa kịp quay gì luôn. Còn này nè. Đó mọi người coi kìa. Ồ, nó rút cộng cần luôn mọi người ơi. Ôi ôi, đây có quá trời luôn mọi người ơi. Đây, kéo vô cho mọi người coi nha. Đó. Ôi, để quy lấy cái cây móc, quy móc rồi vô chứ dướng kiểu này không có bắt được đâu. Quy móc vô trong này cho mọi người coi nha. Nó còn đây nè. Đó, nó rút nữa kìa. Rồi ra rồi nè mọi người ơi, nguyên con cá hóc luôn. Trời ơi, con này cũng phải hai ba bạn có đó. Con này lớn ghê luôn. Trời ơi, mới bỏ xuống mà nó ăn nè. Đây. Chỗ này cá hóc quá trời, đây bên cho mình coi nha. Trời ơi, đã ghê luôn mọi người ơi. Cá đẹp ghê luôn. Đây, nguyên con bóc đen. Trời, cá đẹp ghê luôn mọi người. À, con này chắc cũng phải hai lạng mấy ba lạng hơn á. Cá ăn rồi mọi người. Mọi người thấy cái phao à. Rồi, dính này nè mọi người. Đó chưa. Rô đồng mà mùa này quá mập về, quá mập rồi nha mọi người. Đó, con này rô đồng nè. Đây, cho mọi người xem. Đã ghê không? Đó, đẹp quá mọi người ơi. Rô đồng hôm nay mập ú ù luôn á. Con này Huy ngâm dế nha mọi người. Rồi Huy tháo ra, Huy bỏ vỏ nha. Cá đã quá. Con này phải ba ngón tay có. Nãy mới bỏ chỗ này tức thì nè. Trời, mới bỏ xuống mà nó ăn mất phao rồi nè mọi người. Đây nè, trời, đã ghê luôn mọi người. Chưa kịp quay gì luôn á. Trời, con kênh này cá rô đồng quá trời luôn mọi người ơi. Đây nè. Con này cá rô đực nha mọi người. Cũng được nha mọi người ơi. Cá rô đồng vậy mà quá ngon rồi đó mọi người. Rau ruộng ra mà vậy là ngon rồi. Để chuyến sau Huy có đi Huy câu cá rô live cho mọi người xem nha. Rô đầu vuông á. Rô đây quay cho mọi người xem. Nãy giờ Huy câu được nửa tiếng.
nửa tiếng 45 phút á, thì được một con cá lóc khoảng 3 lạng nè các bạn, được mấy con cá rô mà ú rô này bự lắm mọi người, rô lộn mà này mập lắm rồi đó. Đã quay trước cho mọi người coi như đây ha, còn chút nữa quay câu thêm nữa rồi quay quay tiếp cho mọi người xem thành quả nha. Đó đó đó, ăn dính rồi đó mọi người, lúng 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 cái phao ngoài đó rồi đó, phao nó nằm dế đó. Trời ơi, trời, bên này cá ăn nữa nè mọi người, phao bên này cá ăn nữa nè mọi người, dính rồi nè mọi người. Trời thấy rồi, trời ơi. Ăn mất mất phao mà dính rồi. Trời ơi, sảy nữa. Bên này cá ăn nè mọi người. Cá đang rút cái phao bên này. Có cá ăn đi 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 phao, đi phao rồi nè mọi người, dính rồi nè mọi người. Ôi xì. Ôi đã quá mọi người ơi, cá rô đồng à. Trời ơi. Ô ô. Cá mập ghê luôn, nhà kệ đã quá mọi người ơi. Nè. Được rồi mọi người ha, quay đưa vô nha. Cá ở đây kênh mới này phát hiện cá mập không. Trời ơi, chưa kịp gỡ xong con kêu mới móc con dế quy bỏ xuống cái cây bên này mà nó ăn luôn rồi mọi người. Phao dính rồi đó mọi người ơi, đó đó là đúng cái nồi giật nha, đó, dính rồi nè mọi người ơi, đó. Cây này nguyên dế nãy giờ quy nó bắt được nó đó, con này cũng được, hàng chi nãy giờ nó ăn không hết dế nổi, thấy không? Tháo qua quy bỏ vỏ nha mọi người, nãy giờ quy giật cũng được 5-6 con rồi, con này là nhỏ nhất á. Ngâm dế mà ăn lúng 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 cái đó là chắc cá nhỏ, nó ăn không hết dế luôn. Kiến của quỳ suốt nãy giờ nè, đó nó gan ghê không, đó rồi coi, qua nãy giờ nó cứ theo nó may thủ dế và những bịch chứng kiến của quỳ á, đó, nãy giờ nó nhất định nó không đi luôn á, lì lắm, đó. Trời ơi, bỏ xuống ăn liền luôn á mọi người, nè nữa rồi nè, dính nữa nè. Dính nữa rồi nè. Ủa, một nùi cá ở dưới luôn á. Ủa, hôm nay đã ghê ta. Rồi mình quay gỡ cá cả nha mọi người. Trời ơi, bỏ xuống ăn liền luôn nè. Nè dính nữa rồi nè, con liệt nữa nè. Vừa bỏ xuống rồi nó ăn, vừa bỏ xuống rồi nó ăn liền à.